Đi mua bánh gà chiên, thanh niên thắc mắc sao dầu đen thế thì bị chủ quán phản đem cực gắt. Mới đây, tài khoản KH đã chia sẻ câu chuyện mua bánh gà của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý từ dân tình. Cụ thể, KH cho biết vì thấy quán bánh gà cạnh đường thơm ngon nên đã rẽ vào mua 2 cái để mang về nhà ăn. Sẽ không có gì xảy ra nếu thanh niên này không chú ý tới chảo dầu được chủ quán dùng để chiên bánh. Có lẽ là dầu đã được chiên đi chiên lại nhiều lần nên dầu đã chuyển sang màu sẫm và khá đen. Ngay lập tức, KH đã hỏi người bán hàng lý do vì sao dầu trong chảo lại đen đến vậy. Trước sự thắc mắc của người mua, chủ quán tỏ vẻ khá khó chịu và đáp: mua có 2 cái mà hỏi nhiều thế. Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã trêu rằng dầu ăn có màu đen vì được làm từ tinh than tre. Một số khác tỏ vẻ lo ngại với vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay. Ý kiến của dân tình như sau: dầu này chính là bí kíp cha ông để lại đó, gia truyền đó bạn. Dầu này là dầu mè đen, mọi người đừng hiểu lầm nữa ạ. Dầu này đổ vào xe chạy thay dầu nhớt chắc hợp lý hơn đó. Chưa nói đến nồi dầu, chỉ nhìn xung quanh thôi đã không dám ăn rồi. Dầu họ chiên số lượng nhiều đương nhiên là chiên đi chiên lại rồi. Nhưng mà đen xì thế kia thì đúng là ác quá, thấy vậy ai dám ăn. Hơi nâu nâu màu cánh gián là phải đổi chảo dầu khác rồi chứ. Hiện nay các quán ăn vặt mở ra rất nhiều, chính vì vậy khi ăn chúng ta nên lựa chọn những cửa hàng sạch sẽ, quan sát màu của chảo dầu dùng để chiên đồ ăn để biết liệu dầu có được thay thường xuyên hay không. Đồ chiên rán tuy ngon nhưng nếu không được chế biến đúng cách, dầu không được thay thường xuyên sẽ để lại vô số tiềm ẩn cho sức khỏe. Bạn nghĩ sao về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay? Hãy cùng chia sẻ cảm nghĩ dưới phần bình luận cho Tình Bà Phúc biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.